Và ngay sau đây thì xin kính mời ba vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng đến với một không gian của Vĩnh Bảo, nhưng có lẽ lần này là một không gian hơi khác một chút, một không gian cổ qua ca khúc Vĩnh Bảo Miền Đất Cổ, âm nhạc Quan Trung thơ Xuân Hải với màn biểu diễn của tốp ca múa Đoàn Văn Công quân khu 3. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chiều mong sang em mùa hạ.